anh em, hôm nay Figure Beat sẽ lên lại cho các bạn một mẫu xe đạp hàng thương hiệu Figure chính hãng, gọi tên là Aventon. Thì đây chính là bản Aventon 2019. Và về với bản cấu hình phân khúc như này thì mình thấy rất là ok. Đầu tiên sẽ được trang bị cho các bạn tem của nó thì sờ rất là mướt và mịn nha. Và cấu hình con xe đạp này đang trước mặt mình là đang thuộc dạng size S, nên là các bạn có thể so với phần khung xe nhá. Phần khung xe của nó cũng rất là chuẩn size luôn. Cùng với đó thì xe đang được trang bị cho bản cấu hình xe này đang là bản càng carbon cùng với bản phanh máu vành trước thì nó được nâng cấp cải tiến hơn, đó chính là bản phanh máu vành của hãng Petro. Nó ăn và nó an toàn hơn rất là nhiều. Về bánh xe thì cấu hình này đang được build lên cho các bạn là bản bánh 3 phân cùng với bản hub quay rất là ok. Còn về phần lốp xe thì sẽ là bản lốp 700x23C nhé. Tiếp theo thì số phần đùi đĩa của xe thì đang lên cho các bạn cái bản đùi đĩa push. Bản đùi đĩa này là bản đùi đĩa 48C cùng với bản hấp sau thì là bản hấp 2 lít, 1 lít chết và 1 lít sống, và đương nhiên rồi đã sẵn tăng xích cho mọi người nhá. Phân khúc giá hơn 10 triệu thì chắc chắn rồi nó sẽ được trang bị cho các bạn một cái bản yên rất là thoáng khí này, êm ái này. Đó, cọc yên thì tùy chỉnh chiều cao phù hợp cho các bạn, cao 1m45-50 đổ lên. Mẫu xe đạp Aventon Coroba này bản 2019 nhá, hiện tại đang có mặt tại Figure Beat với cái giá là hơn 14 triệu đồng. Mọi người quan tâm mẫu xe đạp này, eBay ngay kênh nhá.